Thưa quý vị, nhiều người cho rằng phụ nữ lái xe không an toàn, dễ gây tai nạn. Tuy nhiên, theo số liệu của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, thì có tới 84,7% số vụ tai nạn là do nam giới gây ra. Tại sao nam giới có kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông tốt hơn nữ giới, nhưng phần lớn số vụ tai nạn giao thông đều do nam giới gây ra? Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này ngay sau phần tin an toàn giao thông. Thưa quý vị, một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là do thiếu biển báo để cảnh báo cho người tham gia giao thông tại những vị trí nguy hiểm. Nhằm khắc phục tình trạng này, thì ngành giao thông đã tăng cường đầu tư hoàn thiện hệ thống biển báo trên địa bàn toàn tỉnh. Các cơ quan chức năng đã có đợt rà soát kiểm tra lại hệ thống biển báo giao thông, khắc phục những biển báo đã hư hỏng. Đến nay, ngành giao thông đã thay mới bổ sung 3.755 biển báo theo quy định. Trong đó, huyện Châu Đức là địa phương được lắp đặt nhiều biển báo nhất với 1.177 biển báo các loại. Thành phố Bà Rịa 717 biển báo, thành phố Vũng Tàu 668 biển báo. Tại các vị trí đường cong, khuất tầm nhìn để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Gần đây, quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn huyện Tân Thành thường xuyên bị ngập khi trời mưa, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Nguyên nhân là do hệ thống thoát nước thiết kế ban đầu chỉ tính đến thoát nước cho mặt đường mà không tính đến lưu vực xung quanh. Hiện Sở Giao thông Vận tải đã và đang tích cực phối hợp với địa phương và chủ đầu tư khẩn trương triển khai việc nạo vét mương, khơi thông dòng chảy của rãnh dọc và cống ngang trên toàn tuyến. Trong đó tập trung xử lý 3 điểm ngập nặng tại thị trấn Phú Mỹ trước mùa mưa năm 2018. Sau nhiều năm triển khai hoạt động, dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Tuy nhiên, hiện nay dịch vụ này đã bộc lộ một số bất cập. Toàn tỉnh hiện có 7 tuyến xe buýt hoạt động với tổng chiều dài các tuyến hơn 400 km, trong đó 3 tuyến nội tỉnh và 4 tuyến liên tỉnh, 3 tuyến kết nối đến tỉnh Đồng Nai, 1 tuyến đến tỉnh Bình Thuận. Các tuyến này được 8 đơn vị vận tải gồm 2 đơn vị của tỉnh và 6 đơn vị ngoài tỉnh khai thác với 125 xe buýt các loại. Hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã góp phần tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện và tiết kiệm. Bằng xe buýt như mình đi khúc vậy thì thấy giá tiền nó cũng phải chăng chứ nó cũng không đắt lắm. Như cô thấy vậy là cũng được. Từ con đi xe buýt đó hả? 3 ngày. Như xe buýt số 4 đồ nó có máy lạnh rồi là kia nọ thấy ok đó. Tài xế đồ ngang viên đồ đối xử cũng tốt. Vui vẻ. Tuy nhiên, bất cập hiện nay là mạng lưới tuyến hoạt động chưa phủ khắp địa bàn tỉnh, thiếu các tuyến kết nối giữa các huyện hoặc vùng, điểm thu hút hành khách như các khu đô thị, công nghiệp, trung tâm thương mại và đầu mối giao thông. Phương tiện hoạt động trên tuyến có chất lượng trung bình, một số đã cũ kỹ, xuống cấp khiến nhiều người không mặn mà với phương tiện này. Có xe đi thì được, nhưng có những lái xe thì lại không được, bởi vì là như hôm qua cô đi đấy. Thì cô thấy là nó cứ bảo là khẩn trương lên không có hết giờ. Thế tại sao mà không đi cho nó đúng giờ đi mà lại cứ bảo là khẩn trương lên không có thì hết giờ. Thế là khách đi xuống, chưa bước được xuống đấy, thì lại ngã. Những cái xe là cái ghế chán lắm, nó cũ lắm rồi con ạ. Thì bây giờ là phải thay cái xe, cái ghế như thế nào mình ngồi là nó sụp xuống đấy. Như là các cái lò xo ở đấy là nó hư rồi đấy. Lái xe cần phải hòa nhã, cái người thu vé cũng thế, nói năng với trẻ thì không sao, nhưng với già đó thì mình cũng phải nói thế nào cho nó nhẹ nhàng. Thứ nhất là em thấy xe buýt ở Vũng Tàu mình họ ít đi theo giờ, và cái thứ hai là cái tuyến đường đi không đúng. Thường thường nếu có những cái bãi trạm nhưng mà họ đậu họ không đúng. Thứ ba là nó dơ, xe cũng cũ lắm chị ạ. Nhiều khi đi là mở đâu có máy lạnh đâu, chỉ có mở cửa ra thôi. Và ví dụ chị đi sau thì thấy rồi, khó nó thải ra là ghê. Để khắc phục tình trạng này, theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải, vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Giao thông Vận tải thuộc Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải đã lập hai đề án gồm xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và xây dựng định mức khung kinh tế kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Hiện cơ quan chức năng đang lấy ý kiến để xây dựng đề án nhằm giải quyết căn cơ tình trạng trên, đem lại niềm tin, đảm bảo sự an toàn cho người dân đang thường xuyên sử dụng phương tiện, được xem là một trong những phương tiện văn minh này. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 3 tháng đầu năm 2018, thì số vụ tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng số người chết và bị thương lại đều tăng. Báo cáo về tình hình trật tự an toàn giao thông quý 1 của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho thấy, toàn quốc xảy ra trên 4.600 vụ tai nạn giao thông, làm chết trên 2.100 người, bị thương trên 3.600 người. Nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn giao thông đường bộ là do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường, vi phạm tốc độ xe chạy, chuyển hướng không chú ý, không nhường đường, vượt xe sai quy định, vi phạm quy trình thao tác lái xe, sử dụng rượu bia. Trong rất nhiều số liệu được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thống kê và phân tích, chỉ số rất đáng chú ý 84,7% số vụ tai nạn do nam giới gây ra. Đáng lo ngại, tỷ lệ thương vong tai nạn giao thông chủ yếu đều trong độ tuổi lao động từ 18 đến 22 tuổi. Câu hỏi được đặt ra là, tại sao nam giới có kỹ năng điều khiển phương tiện tốt hơn nữ giới nhưng lại chiếm tỷ lệ lớn nạn nhân tai nạn giao thông? Tỷ lệ nam giới tham gia giao thông trên đường đông hơn phụ nữ, đúng không? Ví dụ như phụ nữ thì chỉ là đi công việc bình thường, nhưng mà lái xe mà chuyên nghiệp thì là nữ hình như là không có, mà đa phần là nam. Như vậy tính về cái tỷ lệ mật độ thì là nam đông hơn nữ. Như vậy là tương ứng với cái số lượng đông thì là tỷ lệ kia nó sẽ cao hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là do đặc thù của nam giới là nó mạnh mẽ. Mạnh mẽ thì cho nên là khi quá trình tham gia giao thông á, bản chất của con người nam giới nó mạnh mẽ thì tham gia giao thông nó cũng mạnh mẽ, tức là cũng chạy tốc độ cao hơn, rồi chủ quan hơn. Nam giới sử dụng chất kích thích nhiều hơn nữ. Nó nguyên nhân là nó cũng là từ chất kích thích, tức là nam giới uống rượu bia nhiều hơn, rồi tham gia giao thông nhiều hơn, rồi cộng thêm cá tính mạnh mẽ nữa. Như vậy là chất kích thích nó cũng gây hưng phấn cho cái quá trình tham gia giao thông. Như vậy là nó cũng sẽ tăng cường cái tai nạn giao thông cao hơn nữ. Nhà khoa học chỉ ra rằng là do cơ thể của phụ nữ thì chứa nhiều estrogen hơn, và vì vậy nên là khiến cho họ tập trung vào công việc lâu hơn so với nam giới, và trong đó thì có việc là tập trung vào việc lái xe. Xét về mặt tâm sinh lý thì ở nam giới thì thường có xu hướng chạy nhanh và tăng tốc rất là mạnh, trong khi đó thì cái độ cẩn thận của họ lại kém hơn so với nữ giới. Đối với nữ giới thì do cái bản năng làm mẹ, và vì vậy nên là họ thường lo sợ và nhạy cảm trước những cái vấn đề rủi ro cũng như là nguy hiểm. Do vậy nên là khi tham gia giao thông thì phụ nữ thì thường ý thức được cái sự rủi ro và nguy hiểm khi tham gia giao thông, và vì vậy nên là họ lái xe cẩn thận hơn và an toàn hơn. Về cái sự điềm tĩnh trong lái xe thì nữ giới thì điềm tĩnh hơn so với nam giới khi tham gia giao thông. Chúng ta thường thấy rằng là khi mà xảy ra một cái vụ va chạm nào đó, lưu thông trên đường nào đó, thì nam giới thì thường có cái xu hướng là sử dụng tay chân, thậm chí là chửi thề khi tham gia giao thông. Nhưng mà ở nữ giới thì cái hiện tượng này lại ít hơn. Thực tế từ các con số thống kê cũng cho thấy, nam giới lái xe trong quá trình lưu thông thường vi phạm luật lệ phổ biến hơn, dễ bị phấn khích và thiếu kiềm chế nên rất dễ gây ra giao quẹt trên đường. Hiện tượng uống rượu bia khi lái xe khá phổ biến, nam giới uống nhiều rượu bia hơn nữ giới, nên số vụ tai nạn giao thông liên quan đến nam giới chiếm nhiều hơn. Theo thống kê, có gần 40% số vụ tai nạn giao thông do bia rượu gây ra, nhưng con số này trong thực tế có thể cao hơn nhiều lần. Khi tham gia giao thông là uống rượu bia, đó là một cái tiềm ẩn là tai nạn rất là cao. Và đồng thời là khi xảy ra cái tai nạn giao thông là thường là cái hậu quả nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Thì từ cái chỗ đó thì lực lượng phòng chúng tôi đã có chủ động thông qua về là công tác là tuyên truyền trên các cái thông tin đại chúng, để cho cái người là tham gia giao thông và khi là uống rượu bia là có cái ý thức về trong cái việc là lái xe. Thì thông qua cái việc là ngăn ngừa về phòng ngừa về cái công tác mà uống rượu bia thì là chúng tôi đã
thường xuyên là xử lý về cái chuyên đề theo cái kinh nghiệm quốc tế về nồng độ cồn bia ở trên các cái tuyến quốc lộ và nhạy cảm. Thêm một chỉ số nữa cũng có tính cảnh báo cao là các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong khung giờ từ 12 giờ trưa đến 24 giờ đêm, chiếm tới 70%. Trong đó, tai nạn giao thông xảy ra từ 18 giờ đến 24 giờ, chiếm tới 42,3%. Đây là khoảng thời gian người điều khiển phương tiện bị tác động tâm lý, muốn nhanh chóng trở về nhà. Để giảm thiểu tai nạn giao thông trong thời gian tới, các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng cảnh sát giao thông, cần tăng cường công tác, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung các vi phạm về làn đường, phần đường, chạy quá tốc độ, sử dụng nồng độ cồn khi tham gia giao thông, đẩy mạnh việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực đông dân cư. Ngoài ra, các cơ quan chức năng đẩy mạnh phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Bởi kết cấu hạ tầng dù có tốt đến mấy, nhưng ý thức kém thì tai nạn giao thông vẫn cứ xảy ra. Trong công tác tuyên truyền, phải tập trung vào đối tượng, hành vi, địa bàn thường xảy ra tai nạn giao thông, góp phần cải thiện tình hình trật tự an toàn giao thông, hướng tới giảm thiểu tai nạn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông. Thưa quý vị, màn sương hoặc khói dày đặc khiến cho tầm nhìn của mọi người tham gia giao thông đều bị hạn chế. Hiện tượng này phần nào ảnh hưởng đến tầm quan sát và làm tăng nguy cơ va chạm giao thông. Trong điều kiện thời tiết như vậy, thì để đảm bảo lái xe an toàn, cần lưu ý điều gì? Bài học từ vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc Long Thành - Dầu Dây làm 4 người bị thương luôn là lời cảnh tỉnh cho những ai còn thờ ơ với việc đốt đồng. Cũng nhân sự cố này, các tài xế cần rút ra bài học khi gặp phải những tình huống tương tự là luôn tập trung lưu ý khi lái xe, làm chủ tốc độ, đảm bảo khoảng cách an toàn. Đặc biệt khi gặp điều kiện hạn chế tầm quan sát như sương mù hoặc khói, tốc độ lưu hành 120-180 trên 60 km/h, tương ứng với khoảng cách an toàn tối thiểu là 170, 55 và 35 m. Nếu như mà gặp sương mù thì lái xe là phải tự chủ động giảm dần tốc độ từ bên ngoài. Nhưng mà đối với sương mù thì nó dễ hơn là khói dày đặc. Tại vì cái khu vực mà sương mù thì nó rộng lớn. Và nó sương mù nó biểu hiện từ từ. Tức là nó có cái cảm nhận từ từ là người lái xe chủ động từ bên ngoài nó dễ. Như vậy là người lái xe trước chủ động thì người lái xe sau chủ động tiếp theo. Như vậy là nó có cái khoảng cách nhất định, khoảng cách an toàn. Thì như vậy là đỡ tai nạn. Còn khói thì cái khói nó bốc lên thì nó bốc rất là cao. Cho nên nếu mình mà chủ động từ ở đằng xa thì mình cũng đã giảm được tốc độ. Còn cái này là chẳng qua là do lái xe quá chủ quan. Tức là chạy đến đó rồi, cái tưởng là đám khói nhỏ đâm vào. Khi vào rồi là nó bị dày đặc, không quan sát được, lúc này phanh gấp. Mà khi phanh gấp như vậy thì các xe phía sau là nó không chủ động kịp. Cho nên là nó gây đến tai nạn như vừa rồi ở cao tốc Dầu Dây - Long Thành. Là lý do là cái xe trước khi mà đột ngột bưa vào trong đó khói dày đặc quá không thấy. Hay là lúc này tranh phanh gấp thì những xe sau nó không chủ động. Thì nếu mà như chiếc xe trước mà nó chủ động nó giảm tốc độ từ ngay bên ngoài thì tất cả các xe sau nó sẽ chủ động nó giảm tốc độ theo. Đèn phanh, đèn stop nó sáng lên thì tất cả các xe là họ thấy mình phanh là họ cũng đều phanh theo. Còn cái này là đang chạy tốc độ cao vào trong cái đám mù rồi thì mới phanh gấp thì những xe sau nó không chủ động được. Hoặc là những xe sau nó không phải phương tiện nào giống phương tiện nào. Có những phương tiện quãng đường phanh nó ngắn và có những phương tiện quãng đường phanh nó dài. Ví dụ như xe container là quãng đường phanh nó rất là dài. Như vậy là mình phanh gấp thì xe sau nó phanh không kịp. Nếu nó có phanh kịp thì quãng đường phanh nó vẫn lớn hơn mình thì nó cũng sẽ đâm vào mình. Vì vậy là người lái xe là phải chủ động. Thưa quý vị, chương trình an toàn giao thông kỳ này đến đây xin tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.